Xin chào các bạn, là Cô Béo đây. Hôm nay thì mình sẽ làm món thịt bò xào ớt chuông, một món xào ngon và rất tốt cho sức khỏe. Cách làm lại nhanh gọn và đơn giản, đặc biệt thì món ăn này còn có màu sắc rất đẹp mắt đấy ạ. Để xào một đĩa cho 3 người ăn thì nguyên liệu mình đã chuẩn bị ở đây là gồm có 250g thịt bò, thì mình sử dụng cái phần diềm than giòn, ớt chuông các màu là 350g. Mình sẽ xào thêm cùng với 130g hành tây cho thơm và tạo cái độ giòn ngọt, cùng với tỏi, gừng và nhánh cần tây cùng với các gia vị nêm nếm quen thuộc. Thì ở đây mình cũng có sử dụng thêm một quả ớt sừng để tạo cái vị cay the nhẹ cho món ăn ạ. Đầu tiên thì mình sẽ ướp thịt bò cùng với một chút gia vị cho thịt bò được đậm thơm trước khi xào. Thì với 250g thịt bò, mình sẽ ướp cùng với 1/2 thìa canh dầu hào, 1 thìa cà phê bột nêm, 1 thìa cà phê đường và 1 thìa canh dầu ăn. Trong đó thì dầu ăn và đường thì nó có tác dụng là làm thịt bò được mềm hơn và khi xào thì nó không ra nhiều nước. Thì mình sẽ bóp đều và để cho thịt bò thấm gia vị trong khoảng 10 đến 15 phút nhé. Ớt chuông thì mình sẽ ngâm rửa nước muối sạch sẽ, sau đó bỏ ruột và hạt đi và mình sẽ thái thành những miếng vuông nhỏ, hoặc là các bạn cũng có thể thái sợi tùy ý. Ớt chuông thì nó có cái vị ngọt, giòn và có một chút hăng nhẹ nhưng mà nó lại rất tốt cho sức khỏe. Khi xào lên thì nó cũng giúp cho món ăn có màu sắc hấp dẫn và bắt mắt hơn. Hành tây sau khi lột vỏ thì mình cũng sẽ cắt miếng vuông tương tự như ớt chuông, hoặc là có thể các bạn sắt múi cao mỏng. Còn cần tây thì mình sẽ thái đoạn dài khoảng 2cm. Và như đã giới thiệu thì hôm nay mình sẽ dùng một quả ớt sừng để tạo cái vị cay the cho món xào ngày hôm nay. Và ớt thì mình sẽ sắt lát chéo. Đối với tỏi và gừng thì mình sẽ băm nhỏ. Phần gừng tỏi này thì mình lát sẽ dùng để xào thịt bò cũng như là xào cùng với ớt chuông cho thơm. Khi các nguyên liệu đã sơ chế xong rồi thì mình sẽ đi xào thịt bò trước nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho một thìa canh dầu ăn vào chảo. Làm nóng dầu thì mình sẽ phi thơm gừng băm và một ít tỏi băm. Sau đó thì mình sẽ cho thịt bò vào và xào ở lửa lớn. Mình xào nhanh thịt bò đến khi mà thấy thịt bò nó hết cái màu đỏ và nó chuyển sang cái màu hồng nhạt và nó chín tái thì mình sẽ tắt bếp và cho thịt bò ra một bát riêng. Phần thịt bò này thì lát nữa mình sẽ cho vào sau khi mà món ăn đã gần hoàn thành rồi, để cho thịt bò xào nó giữ được cái độ mềm ẩm và nó không hề bị khô ra hay là bị cứng nhé. Tiếp đến thì mình sẽ cho khoảng 2 thìa canh dầu ăn vào chảo và phi thơm nốt số tỏi băm, và sẽ cho ớt chuông vào, đảo đều khoảng 15 giây thì mình sẽ cho hành tây. Cũng giống như là xào thịt bò thì mình sẽ xào ớt chuông và hành tây ở lửa lớn để những nguyên liệu này nó có cái độ chín tới và giữ được cái độ giòn ngọt và màu sắc tươi tắn. Khi ớt chuông và hành tây đã thấm đều dầu, mình sẽ nêm gia vị vừa ăn đối với những nguyên liệu này, như là mình sẽ nêm bột nêm này, dầu hào và một chút xíu bột ngọt. Sau khi nêm đếm gia vị thì mình sẽ xào khoảng thêm 20 giây nữa và sẽ chút thịt bò vào. Mình nêm thêm một chút nước mắm cho vừa vị và giúp cho món xào được dậy mùi thơm. Cuối cùng thì mình sẽ cho cần tây và ớt sừng vào, xào nhanh thêm khoảng 10 đến 15 giây nữa thì mình tắt bếp và cho món xào ra đĩa. Thịt bò xào ớt chuông thì thực hiện nhanh gọn và món ăn nó có hương vị thơm ngon, màu sắc hấp dẫn. Một món xào có nhiều giá trị dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và các bạn có thể thực hiện mỗi khi nhà có khách hay là cỗ tiệc. Ngoài cách làm này thì các bạn cũng có thể biến tấu một chút để làm thành món bò xào lúc lắc cũng rất ngon. Nếu quan tâm cách làm bò lúc lắc thì các bạn có thể tham khảo link mình để dưới phần mô tả nhé. Còn nếu như thích video này thì các bạn hãy nhấn like để ủng hộ cho mình nhé. Và nhấn nút đăng ký để chúng ta lại được gặp nhau trong những video tiếp theo. Ngoài video YouTube thì các bạn cũng có thể ghé qua trang blog của mình là cucbeo.com để có thể tham khảo cách làm nhiều món ăn hấp dẫn khác. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.